គោលប្រតិបត្តិកំពូលបីដើម្បីសាងនៅតម្លៃមនុស្សគឺសច្ចៈខន្តីនិងកតញ្ញូ ហើយតម្លៃរបស់មនុស្សមានតែបីទេ ស្មោះត្រង់ អំណត់តស៊ូព្យាយាម អាផ្លូវទួតទួតនឹងឲ្យវាដល់គោលដៅ បាទហើយនឹងដឹងគុណតបគុណ mẹ ơi dương bậc cao dương mau chỉ bục bia cha chui bằng hạt bằng riêng chui pin bằng đáy chui bằng pin cay làm o dương dương son quân tam bay không ai dương nguyên tư này ừ bằng ra đã xa quạt nước pin quạt chạm nguyên tư hãy bục bằng lớp chân này ông rung phong nước pin để châu thua cá cầm hôn Christian bắt đầu lọc cá ao quát bàn bia quát bàn cá ông bật thom bàn từ tua cá hạt riêng em xem làm bay ạ thì quạt luôn quạt nữa quạt bay ơi quạt miên cá đăng quân dập bùa Christian cầm hôn lưu phong tại quạt tới top quân vinh dập bùa Christian đang cầm hôn bài na à nó bằng ghe hai tha đầm lai hay ở đây khi mình giấy thì mình chơi thành giấy nè tức là làm thay nhưng chơi thành nó coi dù quạt ăn tao hồ hay tao bay lượt quạt chơi thành lượt tao á mẹ nó là miên riverin cho bán luôn tại nhưng ăn lượt khai dương sản tới từ nipien đó ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីត្រៃកោដធម៌គោលប្រតិបត្តិកំពូលបីដើម្បីសាងនៅតម្លៃមនុស្សគឺសច្ចៈខន្តីនិងកតញ្ញូ